đỡ bóng tốt, đó là Quang Hùng. Đồng Hồ, và phối hợp giữa Đồng Hồ và Quang Hùng hay. Đồng Hồ, và tỷ số đã là 1-0. Sự thay đổi người hợp lý và người vừa mang về bàn thắng cho các cầu thủ của Atletico Madrid là Đồng Hồ. Chính xác, người ghi bàn là Ngọc Long.